Năm 2023, các chỉ tiêu trong công tác khám và điều trị bệnh của Bệnh viện Bắc tỉnh đều tăng vượt bậc so với kế hoạch đề ra. Nhiều kết quả nổi bật đã được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm của Bệnh viện Mắc tỉnh. Năm 2023, Bệnh viện Mắc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khám cho hơn 98,6 ngàn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 7,5 ngàn ca, phẫu thuật cho gần 5,6 ngàn trường hợp, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Năm qua, Bệnh viện Mắc Tỉnh đã triển khai 5 kỹ thuật lâm sàng như dán keo sinh học, điều trị thủng và dọa thủng giác mạc, đo nhãn áp bằng dụng cụ cầm tay iCare, điều trị nhược thị bằng phương pháp bịt mắt, điều trị phù giác mạc sau phẫu thuật phaco bằng nước muối ba. Triển khai kế hoạch năm 2024, Bệnh viện Mắc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đề án nâng số giường bệnh của bệnh viện lên 150 giường, Tập trung đào tạo nâng cao các ca phẫu thuật viên phaco, thực hiện phẫu thuật lệ đạo, triển khai đơn vị kiểm soát cận thị và hướng tới phẫu thuật khúc xạ.